Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái chức năng mới, tức là cái chức năng khai báo tách vận đơn theo thông tư 39. Thì đầu tiên các bạn phải hiểu cái quy tắc để tách một vận đơn là như thế nào. Thì cái quy tắc của nó rất là đơn giản. Đầu tiên khi mà mình muốn tách vận đơn thì nó sẽ dựa vào hoàn toàn vào tất cả các vào vào cái số vận đơn gốc, tức là khi mà tách ra các vận đơn nhánh thì sẽ bằng các số vận đơn gốc cộng cho số nhánh. Đây, số vận đơn nhánh bằng số vận đơn gốc cộng cho dấu gạch ngang và cộng cho số nhánh. Thì số nhánh ở đây được định nghĩa từ 01 cho tới 99. Ở đây mình có ví dụ như là vận đơn gốc là ABC và mình muốn tách ra 3 vận đơn nhánh thì nó sẽ được tách ra 3 vận đơn nhánh là ABC gạch ngang 01, ABC gạch ngang 02 và ABC gạch ngang 03. Thì đây là sơ qua về cái quy tắc để tách vận đơn thôi, nhưng mà khi mà khai báo nó còn nhiều chỉ tiêu khác nhau nữa. Thì hôm nay mình sẽ nói kỹ về cái vấn đề này và chức năng này sử dụng như thế nào và khai báo như thế nào. Thì các bạn ai mà sử dụng phần mềm MPT thì download phiên bản mới nhất là 416 vào ngày 6 tháng 8 2018. Sử dụng chức năng đó thì vào cái phần nghiệp vụ khác, cái mục cuối cùng, mục K là khai báo tách vận đơn. Và cái mục dưới, mục số 2 này thì là danh sách thôi. Cái danh sách tách vận đơn. Ở đây có một số cái demo mẫu. Bây giờ mình tạo ra một cái khai báo tách vận đơn mới. Thì ở đây nó có các chỉ tiêu như là bây giờ số vận đơn gốc thì mình nhập là số vận đơn gốc là mình nhập demo đại đi. Số vận đơn gốc. Rồi, ngày vận đơn gốc là nhập ngày hôm nay luôn. Mã người phát hành, nhập đại, mã người phát hành. Rồi số lượng vận đơn nhánh, tức là cái số lượng vận đơn nhánh mà mấy bạn muốn tách á, thì mấy bạn nhập trên này. Và cái chỉ tiêu này là chỉ tiêu bắt buộc phải có nghe. Như mình nhập là 3 đi. Và mình nhập cái loại hàng, loại hàng công hoặc là hàng lẻ. Ví dụ như mình nhập hàng công đi. Rồi, phân loại tách vận đơn là gì? Thì mình chọn là tách vận đơn cơ học hoặc là tách vận đơn lý thuyết, mình chọn đại là cơ học nha. Rồi đó, ấn nút ghi. Thì khi mở nút ghi á thì phần mềm nó sẽ hỏi là bạn có chắc chắn là tách 3 vận đơn nhánh không? Phần mềm sẽ tự động tách các số vận đơn nhánh này. Thì tự động là sao? Thì phần mềm nó sẽ căn cứ vào cái số lượng vận đơn nhánh mà mình muốn tách và cái số vận đơn gốc, thì phần mềm sẽ tự động tạo ra 3 vận đơn nhánh tương ứng. Mình đang có nghe, để cho chạy thử. Đó, thì nó sẽ ra 3 cái số vận đơn nhánh này, số vận đơn gốc gạch ngang 01, số vận đơn gốc gạch ngang 02 và số vận đơn gốc gạch ngang 03 tương ứng cho 3 vận đơn nhánh. Sau đó mình nhập các chỉ tiêu khác như là tên người gửi, địa chỉ người gửi, tên người nhận, địa chỉ người nhận, số lượng công, số lượng hàng, đơn vị tính hàng, số tổng trọng lượng và đơn vị tính của tổng trọng lượng. Rồi mình nhập đại. Các bạn lưu ý ở đây mình nhập đại nha. Số lượng hàng 1 hết đi. Rồi, nhập xong rồi, nó ghi. Rồi, bây giờ tình huống phát sinh, ví dụ như là bây giờ mình tách 3 vận đơn nhánh nhưng mà mình thấy nhầm. Thực tế của mình là chỉ có 2 vận đơn nhánh thôi,
và cái vận đơn nhánh số 02 nè, nó đang bị nhầm. Mà trong khi phần mềm nó đã tách là số vận đơn 01, 02, 03 này rồi. Bây giờ mình sửa là sửa sao? Phần mềm cái chỗ này là cấm sửa nha bạn. Cấm sửa các số vận đơn nhánh. Bây giờ mình muốn sửa là sửa sao? Thì mình muốn xóa đi thì mình sẽ xóa cái này đi thôi. Mình xóa xóa cái vận đơn nhánh 02 này. Mình liếc chuột phải nè. Nó có chỗ là xóa dòng hàng nè. Đó. Mình xóa dòng hàng 02 đi. Thì ở đây phần mềm nó sẽ báo là bạn có chắc chắn xóa cái vận đơn nhánh 02 này không? Nếu mà xóa thì phần mềm nó sẽ tự động nó chạy lại cái số vận đơn nhánh cho đúng. Ví dụ như mình ấn có. Đó, nó sẽ thông báo xóa vận đơn nhánh thành công và nó chạy một lần nữa tự động cập nhật thứ tự vận đơn nhánh thành công. Đồng ý. Thì bây giờ mình sẽ không còn 03 nữa. Thay vào đó là số vận đơn gốc gạch ngang 01 và số vận đơn gốc gạch ngang 02. Ngoài ra khi mà là hàng công á thì các bạn phải nhập cho mình là cái container này nghe, nhập số công số siêu. Nếu mà hàng công thì ở mỗi cái vận đơn nhánh ấy nè, các bạn phải nhập cho mình số công số siêu. Đây. Các bạn ấn vào cái nút này nè, nhập container đầu tiên này nè. Thì nó ra là cái màn hình để nhập số công số siêu. Đây mình cũng nhập đại đi. Ghi. Sau đó nhập cho cái vận đơn nhánh số 2. Rồi xong. Sau khi nhập xong, các bạn khai báo. Các bạn vào cái nút là quản lý quá trình khai quan nè. Ấn vào đây. Rồi. Ở đây ví dụ là nó có một cái gói đã khai báo trước đó rồi. Thì cái gói đã khai báo trước là cái gói ABCD nè. Đó. Là gói để demo thôi. Demo đã khai báo. Rồi bây giờ mình muốn khai mấy gói này. Mình muốn khai mình phải tạo gói khai báo nha các bạn. Tạo gói khai báo nè, nó sẽ tạo ra nhiều gói khai báo khác nhau. Và mỗi gói khai báo này mình có thể khai được nhiều vận đơn. Nhiều vận đơn khác nhau, tức là nhiều vận đơn gốc á. Mà trong nhiều vận đơn gốc này nó có nhiều cái vận đơn nhánh được tách á. Ví dụ như gói 157 mình khai 4 cái vận đơn gốc này đi. Và gói 158 mình khai 3 cái vận đơn gốc này. Đó. Sau đó ấn cái nút khai hải quan là xong. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói thêm một cái trường hợp nữa. Ví dụ như là cái hàng mình hàng lẻ thì sao? Các bạn lưu ý cho mình chỗ này nghe. Nếu mà hàng công á thì ở trong dòng hàng nó có số lượng công để mình nhập. Ví dụ như là cái dòng hàng số 1 á, số vận đơn mình nhập số 1 là 2 công này, còn vận đơn số 2 hồi nãy mình nhập đại là 43 công này. Bây giờ mình thấy mình nhập sai, giả sử nhập sai mình chọn sang hàng lẻ thì sao? Nếu mà sang hàng lẻ thì số lượng công sẽ không có nghe. Số lượng công sẽ không có và số lượng công khi mà khai báo nó sẽ trở về bằng 0. Thêm nữa là cái danh sách container không có luôn, tức là cái danh sách số công số siêu á không có, hoàn toàn không có. Tại vì nó là hàng lẻ mà. Bây giờ mình sẽ chuyển lại như thế nào. Như chỗ này là hàng container, mình click chuột, mình chọn nó là hàng lẻ. Mình ấn ghi. Đó, phần mềm sẽ cảnh báo chỗ này nữa. Tức là bạn vừa thay đổi sang loại hàng hóa là hàng lẻ, hàng rời, trong khi cái loại hàng cũ trước đó là hàng container. Cái việc cập nhật này á nó sẽ tự động cập nhật số lượng container ở trong dòng hàng, tức là trong danh sách vận đơn nhánh á, nó cập nhật về bằng không hết và tự động xóa đi danh sách container. Nếu bạn có, nó sẽ làm cái việc này cho các bạn. Bây giờ mình ví dụ nghe, để các bạn thấy. Ấn có. Đó. Thì ở đây cái chỗ danh sách container này, nó bỏ mất đi. Và số lượng công nó xóa mất đi và nó ẩn luôn trên màn hình. Bây giờ muốn test thử lại coi thử nó có xóa hay không nghe. Bây giờ mình chọn lại là hàng container. Chọn lại hàng container. Ấn nút ghi.
cái số vận đơn nhánh hồi nãy á mình xóa đi rồi, mình lúc nãy là mình nhập ở trên này là có 3 vận đơn nhánh đúng không? Sau đó mình xóa đi một vận đơn nhánh. Đó, mình xóa đi một vận đơn nhánh, nhưng mà phía ở trên vận đơn nhánh gốc ở trên á mình vẫn chưa bỏ đi, mình vẫn chưa cập nhật về số 2. Cho nên khi mà ấn ghi á nó sẽ tự động tạo ra một vận đơn nhánh số 3 cho mình nè. Này các bạn thấy không nè. À, bây giờ mình chỉ có hai vận đơn nhánh thôi, mình xóa cái dòng cuối cùng này đi. Rồi. Mình nhập cho nó số vận đơn nhánh ở phía trên, ở phía phía trên này nè, số lượng vận đơn nhánh phía trên nè, mình nhập cho nó là 2 thôi cho nó khớp. Sau đó mình chọn lại hàng container để mình test thử lại cái trường hợp ban nãy á, coi thử nó có xóa cái số lượng con ở trong các vận đơn nhánh về bằng không không, và cái danh sách container nó có xóa đi mất không. Các bạn lưu ý chỗ này rất là quan trọng nha, nếu mà hàng lẻ khi mà khai lên là lỗi á, khai lên cái số lượng công đã là hàng lẻ thì số lượng công phải bằng không. Đó là cái chuẩn của thông tư 39 quy định như vậy. Nếu mà bạn cố tình bạn khai hàng lẻ mà số lượng công bằng để số 2, số 3 đó khai lên nó sẽ bị lỗi. Thêm nữa cái danh sách container nữa. Vậy xóa đi. Chứ không thôi nó lỗi. Mình nhập hàng container nè, ở nút ghi. À, bạn để chỗ này mình nhập hàng container nè. Và số lượng vận đơn nhánh mình nhập lại đủ cho đúng là số 2. Ấn nút ghi. Rồi, đó như các bạn thấy á, chỗ này số lượng công nè, nó cập nhật về số 0, con số 0 tròn chỉnh. Rồi mình qua bên container mình coi nghe. Hồi nãy khi ban đầu mình nhập là mình đã có nhập cái danh sách container rồi. Nhưng mà mình chọn lại hàng lẻ thì nó sẽ tự động nó xóa đi. Bây giờ muốn kiểm tra nó xóa hay không, mình vô đây mình coi. Đó, nó xóa đi hết rồi nè. Không có. Kể cả cái vận đơn nhánh thứ hai nữa, xóa đi hết luôn. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái chuẩn khai báo. Cái này mình nói là mình có dẫn chứng về cái phần đấy nha. Đây cái chuẩn khai báo. Tổng cái chuẩn khai báo của vận đơn nhánh này, đây là vận đơn nhánh này. Tổng số lượng container của vận đơn nhánh nhập bằng 0 khi là hàng rời. Đó các bạn thấy không? Khi bằng 0 hàng rời nè. Đó. Nên ví dụ nếu mà hàng rời các bạn nhập vô chỗ này số 1, số 2, số 3 gì khai lên nó sẽ báo lỗi cho hệ thống hải quan á. Đây là cái chức năng khai báo. Tách vận đơn theo thông tư 39. Sau khi mình chỉnh sửa xong mình thấy ok hết rồi thì mình vô quản lý quá trình khai hải quan, rồi mình khai lên thôi. Đó, ở đây có các gói khai báo, mình muốn khai cái nào thì mình khai lên. Trong một gói khai báo này mình có thể khai nhiều vận đơn gốc khác nhau nha các bạn, có thể khai nhiều vận đơn gốc khác nhau. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.